Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây và ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật thêm về thị trường crypto này nha anh chị nhé. Và trong ngày đầu tuần này chúng ta đang thấy được những cái sự khó chịu khi mà chúng ta thấy được cái râu cao nhất ở trong buổi sáng ngày hôm nay là khoảng 27 nghìn và cái râu thấp nhất ở thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy được là khoảng 26 nghìn bảy và đương nhiên là cái lệnh lon của em nó đã bị dính SL ha chị ha. Và cái vấn đề SL ở đây thì em cũng không có gọi là cây uh, cay đắng hay như thế nào cả Bởi vì em đã nói với anh chị ở trong tuần trước rằng là em đang lon À, theo thị trường cho vui thôi để xem cái nhịp thị trường nó như thế nào và chúng ta có thể là quan sát và kiếm những cái lệnh sót và cái mà em tất nhất ở trong ngày hôm nay á, chỉ có một cái thôi anh chị đó là em kêu với chị rằng em đang đặt cái TP ở 27.500 đô đúng không ạ thì sáng ngày hôm nay nó chỉ còn cách một tí nữa thôi thì nó sẽ chạm cái TP của em nhưng mà không nó quay đầu và nó giảm giá ngay lập tức và cũng như là đã chạm cái SL của em rồi nha anh chị nha thì à, về cái vấn đề này chúng ta sẽ thấy rất là thường xuyên ở thị trường à, có những cái trường hợp là chúng ta gần hết TP thì nó quay đầu và chúng ta không kịp trở tay để làm thêm bất cứ một cái điều gì cả. và đối với thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đang có ở khung thời gian 4 giờ là những cái lượng volume bán lớn như thế này nha, thì trong thời gian tới em nghĩ rằng là chúng ta không nên tìm kiếm những lực lon nữa. đó à, những cái lực bán ở trong thời gian vừa qua từ khu vực là 27.000 ba cho đến khu vực kẹo hơn là gần 27.500 đô đang cho thấy rằng là bên bán đang muốn đẩy giá Bitcoin rơi sâu thêm. đó Và ở trong thời gian ở buổi sáng ngày hôm nay á, thì anh chỉ có thể là xem qua trên chart con Glass, à, thì anh chị thấy được là dòng tiền phải sinh ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì đang rơi tầm là khoảng 11 tỷ 7. Và cái kịch bản của chúng ta ở trong những ngày qua là chúng ta kỳ vọng rằng ở trong đầu tuần này chúng ta sẽ có một cú hít để mà mở những cái lệnh lon nhiều hơn ở trong đầu tuần để hướng đến khu vực kháng cự là khoảng 12 tỷ. Ha, trước khi giờ chúng ta thấy được là có một sự điều chỉnh số thì chúng ta có thể là tìm kiếm một cơ hội để sót nhưng không trong buổi sáng ngày hôm nay giá cả đã có một pha rơi giá và ở đây chúng ta có thể là xác định với nhau rằng là chúng ta đã có rất là nhiều những cái lệnh long short bị thanh lý ở đây thì anh chị thấy được là chúng ta có khoảng là 4 triệu đô lệnh short là cái đầu tiên nó quét thanh lý anh chị ha rất là thẳng thừng nhanh chóng và rút gọn luôn đánh xong lên 27.400 chưa đến 27.500 tb của em thì nó rút luôn khá là khó chịu ở cái khúc này anh chị ha và sau đó quét short xong thì đương nhiên là nó sẽ quét long và anh chị thấy được là 2 triệu 6 lệnh long đầu tiên bị thanh lý và sau đó là chúng ta đã có thêm về là khoảng 1 triệu ba thì tương đương nhau hai chị Hà ở khúc này chúng ta thấy được là có một sự tương đồng nhau về lo và sót khi mà nó quét hai đầu và thời điểm này thì anh chị thấy được là dòng tiền vệ sinh đang tiếp tục hồi lên chứng tỏ là đang có lượng người đang nắm bắt thời cơ ở đây để mà lon lên ở thời điểm hiện tại và ở khu vực giá này thì tại sao người ta đang cố gắng để lon lên thì anh chị có thể xem qua một cái phần hỗ trợ ở thời điểm hiện tại khi chúng ta kết nối những cái râu ở trong thời gian vừa qua khi mà nó giật lên giật xuống thì anh chị thấy được là chúng ta đang nằm hỗ trợ thì đây là cái lý do mà hiện tại rất là nhiều người ở trên thị trường đang bơm lon bitcoin lên nhưng mà đối với em thì thôi dính một lệnh rồi thì thôi bây giờ chúng ta thấy được là cái trên vẫn đang giảm chúng ta hãy canh những cái lệnh sót nó sẽ ok hơn nha anh chị nhé và khi mà anh chị bật về cái chị bác cluster lại một lần nữa anh chị thấy được là 4 giờ bị bẻ ngang luôn và lý do nào ở 4 giờ cluster bị bẻ ngang hãy nhìn lại những khung thời gian nhỏ hơn từ 30 phút nha anh chị thì trong buổi sáng hôm nay anh chị thấy được là giá cả nó đang từ quá mua đang đi chuyển xuống và có tín hiệu hồ lên ở trong sáng nay thì nó đúng nó hồ lên nhưng mà không, nó không thể tạo ra thêm bất cứ một cái đà mua nào nữa và nó tạo ra một cái đà rơi xuống để tiếp tục di chuyển xuống khu vực là quả bán. Đó là ở khung thời gian 30 phút thôi nha anh chị. Rồi chúng ta hãy xem tiếp đến khung thời gian là một giờ như thế nào. Một giờ ở trong sáng này thì vẫn đang ở trong quá trình điều chỉnh xuống và cũng như là giá cả cũng đã phản ánh rất là rõ về cái chỉ báo này ở khung thời gian là một giờ. Và vì những khung thời gian nhỏ như là 30 phút, 1 giờ, 2 giờ nó đang cố gắng để vòng về khu vực quá 7 cho nên là 4 giờ thấy được là ở khung thời gian 4 giờ chúng ta đang bị kìm hãm về cái lực tăng lại. anh chị. Và trong thời điểm này thì nó vẫn có thể là có một sự phục hồi lên tiếp. À, vẫn có thể là có sự phục hồi lên tiếp nhưng mà chúng ta chỉ nên canh sót và cái kịch bản thời điểm hiện tại à, của em á là sẽ có hai kịch bản nha anh chị. Một là chúng ta sẽ quay trở lại khu vực là 27.300 đô này. Và cũng như là kéo hơn một tí nữa vẫn sẽ là khu vực 27.500 đô này đó thì nếu như mà nó có một lượng hồi lên tới khu vực đó chúng ta sẽ căn những cái lệnh short đi xuống và tại sao em lại nói là nó vẫn có tỷ lệ hồi thì anh chị có thể là xem lại về cái Fibonacci thì ở Fibonacci thoái lui chúng ta thấy được là chúng ta đang nằm ở ngay khu vực 0.618 và cái tỷ lệ rằng là khi mà nó giữ được khu vực này trong lần trước nó vẫn giữ được và nó bung lên đúng không ạ và lần này tương tự như vậy em cũng đang xem xét rằng là cái tỷ lệ nó bung lên tới đâu để chúng ta canh lệnh sót và cái mức kháng cự thì chúng ta cứ đề ra là ở 27.300 đô cũng như là 27.500 đô là hai mốc mà chúng ta sẽ canh sót ha nó sẽ an toàn cho anh chị ở thời điểm hiện tại hơn à, thay vì là anh chị lo ngắn lên thì nhiều khi nó lại giật như thế này nữa thì nó lại rất là khó chịu cho nên là thời điểm này khi chúng ta thấy được là volume bán đang dừng tiến đến ở trong đầu tuần thì rất có thể là trong từ giờ đến cuối tuần nó vẫn sẽ có thể là tạo ra những cái đà giảm tiếp theo cho nên là hãy theo dõi những cái lệnh sót nó cao hơn ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ an toàn cho anh chị ha và cái kịch bản đầu tiên là như vậy à, cứ lên tới kháng cự thì chúng ta sẽ cần được sót xuống và kịch bản thứ hai của em á, là gì kịch bản thứ hai của em á, là khi ở thời điểm này nó không đủ yếu tố để tăng lên nữa mà nó bứt phá ra khỏi khu vực cạnh trên line này ha khu vực hỗ trợ ở thời điểm hiện tại á, thì ok chúng ta sẽ cần sự retest và sau đó chúng ta sẽ sót tiếp đó thì đó là cái kịch bản thứ hai và đó chỉ là hai cái kịch bản duy nhất ở thời điểm hiện tại em đang tìm kiếm cơ hội để em sót và một cái phần nữa là tại sao em chỉ nên sót hơn thay vì lâu á à, thì anh chị có thể là xem qua lại cái USDT dominant ha anh chị ha à, thì về USDT dominant thì ngày hôm qua em có thông báo với anh chị rằng là nó đến hỗ trợ và khi nó đến hỗ trợ nó hồi phục hồi lên á thì bitcoin sẽ rơi và thời điểm hiện tại anh chị thấy được là bitcoin đã rơi rồi khi mà nó có cái tín hiệu phục hồi ở ngay cái khu vực hỗ trợ này đó và vì á là chúng ta thấy được là chúng ta vẫn vẫn còn những cái khu vực kháng cự ở trên cao hơn của thằng USDT ở Dominant đó. cho nên là cái tỷ lệ mà Bitcoin sẽ còn rơi tiếp vẫn sẽ xảy ra được nha anh chị nha và đó cũng lý do là tại sao thời điểm hiện tại em chỉ đang tìm kiếm những cái lệnh sót thôi đó thì nó sẽ tạo ra cái điểm an toàn hơn cho em đó vì anh chị có thể là tham khảo thêm về cái USDT Dominant này nó cũng khá là gọi là có một cái công dụng gì đó rất là tốt mà em thấy được trong thời gian vừa qua nó bám sát thị trường rất là nhiều ha khi nó phục hồi lên như thế này anh chị thấy được Bitcoin rơi hai ba cây liên tiếp vậy nên là chốt lại là thời điểm tới đối với đồng Bitcoin này em sẽ tìm kiếm cơ hội để sót nhiều hơn là cơ hội để lo nha chị nha. Đó và anh chị nào sáng nay mà có SL dương thì càng tốt cho anh chị. Em thì SL âm tại vì em lo theo thị trường em lo hơi trễ cho nên là cái vấn đề em SL thì đó là cái mà, mà lúc đầu mà mục tiêu ra lệnh của em là em đã chấp nhận là ờ à, đến đó em sẽ cắt lỗ là em em chấp nhận là em sai. Ok thì thời điểm này chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội khác để chúng ta thứ nhất là chúng ta sửa sai những gì mà chúng ta đã gặp ở trong cái tình huống thời gian vừa qua. Và đây là những cái góc nhìn ở 4 giờ về hai cái kịch bản em sẽ canh để mà bước vào một cái lệnh short đối với con ở trong thời gian tới ha chị ha. Bây giờ chúng ta hãy nhìn ở khung tuần đối với con một tí đó anh chị và ở khung tuần thời điểm hiện tại à, như trên màn hình anh chị thấy được là chúng ta đang tiếp diễn một cái đài giảm khi mà nó đã từ chối ở quanh khu vực là 0.618 27.500 đô ở trong thời gian vừa qua và ở cái góc nhìn ở khung tuần này thì thật sự là nó vẫn đang xấu khi mà chúng ta đã hoàn thành xong 1, 2, 3, 4, 5 ở trước đó và hoàn thành nốt luôn xong ABC chúng ta đã nói với nhau rằng là ở đỉnh của Bitcoin là ở 30.000 đô và thời điểm này khi mà khung tuần đang tiếp tục giảm xuống thì anh chị thấy được cái tỷ lệ mà chúng ta sẽ rơi nó sẽ còn sâu nha anh chị nha cho nên là việc em ưu tiên lệnh sót nó cũng có lý do chính đáng chứ không phải là không đó về cái phân tích ở đây chúng ta thấy được là gì ở à, chúng ta có quá mua chúng ta đang di chuyển xuống chúng ta có sóng hồi ABC đã hoàn thành và cũng như là cái sóng C nó hoàn thành ngay cái điểm rất là đẹp là cái vùng kháng cự ở trước đó cho nên là cái tỷ lệ chúng ta sẽ tiếp tục có khả năng rơi ở trong những cái tuần tới nó vẫn sẽ xảy ra được cho nên là anh chị hãy lưu ý rằng à, hãy ưu tiên lệnh sót nó nhiều hơn là đối với cái những cái lệnh lon nha anh chị nhé nó sẽ an toàn cho anh chị chúng ta vẫn đang phân phối quanh khu vực 27 trong đô này và chỉ cần một tuần mà chúng ta có một cái sự uh, bứt phá ra xa khỏi khu vực này á, thì anh chị sẽ thấy được những cái uh, hành vi giá tiếp theo. Vậy nên là chúng ta cùng theo dõi trong thời gian ở trong tuần này nha. Em sẽ cập nhật thêm cho anh chị nhiều hơn về Bitcoin và thời điểm này chúng ta hãy nói đến Ethereum một tí. Ethereum khi chúng ta nhìn lại ở khung thời gian ngắn hạn để chúng ta xem những cái hành vi giá của nó như thế nào. Như anh chị thấy được là chúng ta vẫn đang từ chối quanh khu vực kháng cự của nó là ở quanh khu vực là 1918. À, trong sáng này nó cũng tương tự Bitcoin nó cũng đã rơi xuống và hiện tại anh chị thấy được là chúng ta đang có dấu hiệu là muốn lon lên Thì về mặt cơ bản chúng ta hãy check về ETH uh, USDT thì Chúng ta xem thử rằng là thời gian tới nó sẽ như thế nào và nó đang có những hành động giá ra sao và anh chị thấy được là gì Dòng tiền phái sinh của Ethereum cũng đang tăng lên như Bitcoin Có nghĩa là mọi người đang muốn lon thằng Ethereum này lên tiếp ha đó Trong sáng nay thì uh, về những cái lệnh thanh lý nó cũng đã diễn ra khá là nhiều Thì nó sẽ ngược lại với Bitcoin một tí vì sao vì là ở trong sáng nay nó không tạo ra được cái đề tăng lên cao hơn khu vực là 1932 nó chưa tăng ra được khỏi khu vực này nha anh chị nhà cho nên chúng ta chưa thấy nhiều cái lệnh sót xảy ra sáng nay lệnh sót xảy ra sáng nay chỉ nó rơi tầm khoảng là 476 thôi còn lệnh lo thì sao anh chị lệnh lo chúng ta thấy được là 2,8 2,9 triệu đô lệnh long bị thanh lý và sau đó chúng ta có thêm là khoảng gần 1 triệu đô, 700 ngàn ha, 700 ngàn đô à, đối với những cái lệnh long Ethereum lên và à, vì thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang có thể là phục hồi à, như Bitcoin, tương tự như Bitcoin anh chị thấy được là chúng ta cũng đang có một cái vùng đệm hỗ trợ ở đây à, và nếu như chúng ta cố gắng để bước ra khỏi khu vực này thì chúng ta có thể là tăng lên tiếp ha, vẫn tăng lên tiếp và chúng ta vẫn có những cái mốc kháng cự đề ra ở đây để chúng ta can sót đầu tiên là liquidity thì em nghĩ rằng là khu vực này nó rất là mỏng thôi vì chúng ta có thể là lên uh, rất là nhanh nếu chúng ta có lực mua tốt và em vẫn đang kỳ vọng rằng là Ethereum nó sẽ quét thanh lý cao hơn ở cái vùng 19 uh, 1931 932 này nè. Đó, đây sẽ là cái điểm mà em sẽ canh rằng là nó có từ chối xuống em sẽ canh em sót xuống ha anh chị ha. Thì đây là cái kịch bản về Ethereum ở trong thời gian tới thì anh chị có thể là xem qua. Và để trong thời gian tới anh chị có thể là giao dịch cùng team thì anh chị có thể là xem qua những cái tính năng ở trên sàn Bybit ha với rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau để anh chị có thể là thỏa mãn về cái phương pháp trading của mình và kèm theo đó là khi anh chị đăng ký ủng hộ team dưới đường dẫn của team á, anh chị có cơ hội nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp khi mà anh chị hoàn thành những cái mốc nạp và trading ở trên sàn Bybit ha. Và ngoài ra nếu như anh chị không thể sử dụng được cái đường link của tụi em thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng bằng cách là sử dụng cái mã giới thiệu là 23339 để đăng ký và cũng như là có thêm nhiều cái cơ hội nhận thêm những cái phần thưởng ở trong thời gian tới anh chị nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến những đồng ancon nha anh chị nhà đầu tiên chúng ta hãy nói đến ADA thì cái mốc 0.39 của em thời điểm hiện tại nó vẫn chưa hướng tới được. Tại vì Bitcoin sáng nay nó đã gãy hàng chị thì ADA nó không tăng lên nổi. Và đối với thời điểm này, đối với thời điểm này khi mà chúng ta đã bứt phá ra được khỏi 0.5 và 0.618 một, một khu vực tỷ lệ vàng của Fibonacci thoái lui và của đồng ADA này thì em nghĩ rằng là cái tỷ lệ chúng ta nếu như Bitcoin trong thời gian tới nó phục hồi lên lại thì ADA vẫn có thể là đến cái khu vực 0.39 cái nơi mà chúng ta sẽ canh những cái lệnh số nó rất là đẹp ha bởi vì sao đây là 0.618 và em vẫn đang mong chờ rằng chúng ta sẽ hít đến cái phần là 0.39 đô này để chúng ta canh những cái sự từ chối ha khi có sự từ chối xuống thì chúng ta sẽ canh để sót xuống thì ADA vẫn kịch bản cũ hãy chờ những cái mức giá đó nha anh chị nhé. Rồi tiếp theo chúng ta hãy nói đến đồng Sembox. Thì đồng Sembox thì anh như anh chị thấy được chúng ta đã chạm đến khu vực là 0.5. Đây 0.5 của Fibonacci thoái lui ha ở khoảng là 0.5951 đô la và chúng ta chưa có sự từ chối ở đây. Đó, chúng ta chưa có sự từ chối và thậm chí là đồng Sembox này nó đang đi ngược thị trường. Đó, anh chị thấy được là nó vẫn đang tiếp tục nó cố gắng nó tăng lên nhưng mà đối với cái đà tăng này đối với đà tăng này anh chị lưu ý hãy nhìn volume ở đây ha chúng ta có một cái đà tăng volume rất là tốt ở đây nhưng mà sáng nay thì anh chị thấy được là nó đã tạo ra hai cái cây volume bán rất là lớn ở đây nữa hai cây volume bán rất là lớn ở đây nữa và cái tình huống khi mà nó đang đi ngược thị trường như thế này chúng ta không nên vội sót à, chúng ta không nên vội sót ở đây cái chúng ta cần phải thấy là gì như em nói với chị rằng là khi nó đến những khu vực kháng cự chúng ta cần phải thấy một sự từ chối xuống dưới lại cái kháng cự đó và chúng ta thấy một cái sự suy yếu tiếp tục chúng ta sẽ cần để sót nó sẽ an toàn hơn là thay vì chúng ta vào đây chúng ta nhắm mắt nhắm mũi chúng ta vào đây chúng ta sót ngay thì cái tỷ lệ chúng ta lỗ rất là cao ha, tỷ lệ chúng ta có thể là không được những cái vị thế đẹp rất là cao. Đó và ở đây nữa thì chúng ta thấy được là chúng ta còn một cái mốc còn một cái mốc nếu như Bitcoin thời gian tới nó lại tiếp tục nó hồi lên á thì chúng ta sẽ có cái mốc 0.618 0.663 đô la ha. Đây, một cái vùng rất là đẹp nữa để chúng ta cần phải quan tâm bởi vì thời điểm hiện tại chúng ta chưa có từ chối hay chúng ta chưa có sự từ chối mà bitcoin lại uh, có thể là có một sự phục hồi lên nữa thì hãy trông chờ rằng là nó sẽ phản ứng ra sao ở trên khu vực này là kịch bản đầu tiên ha đến khu vực này rơi xuống sót và cái kịch bản thứ hai là đến khu vực 0.59 thời điểm hiện tại không đủ lực mua tăng lên nữa và tiếp tục quay trở lại kháng cự ở dưới này và có một đài suy yếu thì chúng ta có thể là sót ha đây thì đây là hai kịch bản đối với đồng xe bot sáng giờ anh chị hỏi em rất là nhiều là đến 0.59 rồi sót được chưa thì thực sự là chưa nha chứ có cái sự từ chối này nhất định để chúng ta canh và chúng ta sót cả cho nên là hãy từ từ hãy cẩn thận bởi vì là thị trường hiện tại nó đang quá là điên rồ à, nó đẩy lon xong nó đẩy sót nó đẩy sót xong nó đẩy lon nó quét hai đầu như vậy thì anh chị cứ từ từ không cần phải vội đâu à, lệnh vẫn ở đó cơ hội vẫn ở đây chẹt vẫn ở đây nó chưa chạy đi đâu cả nha anh chị nha hãy đợi à, một trong hai kịch bản nó xảy ra chúng ta có thể đã bước vào một cái lệnh sót ở trong thời gian tới Tiếp theo chúng ta hãy nói đến đồng BNB. Ok đồng BNB thời điểm hiện tại thực sự là đối với con sàn thì em không mấy là gọi là thích lắm đó, anh chị thấy được là trong thời gian vừa qua em ok kêu anh chị hãy để SL dương và cái lý do đó nó cũng là một cái lý do rất là tốt khi thời điểm sáng nay đó, nó không tạo ra bất cứ cái đà tăng nào quanh khu vực POC này tuy nó được đỡ bình thường khi mà được đỡ POC nó sẽ có sự phục hồi nhưng không ở đây nó kể cả là bitcoin nó có phản ánh giá lên như thế nào thì nó vẫn đang cố gắng để rơi xuống à, và nếu như anh chị đã đặt sl dương như những gì mà đã thông báo với anh chị trong thời gian vừa qua thì hiện tại anh chị vẫn đang rất là an toàn ha. đó và đối với đồng bnb này chúng ta sẽ cập nhật lại sau. thời điểm này chúng ta vẫn thấy được là à, nó cũng giống như eth nó cũng giống như bitcoin thôi nó đang muốn có cái lượng lon lên thì cứ chờ đã. chúng ta sẽ canh sóc và thời điểm hiện tại chúng ta sẽ không canh lon đối với đồng bnb này nữa nha anh chị nha. bởi vì là vì cái hành vi giá trong thời gian vừa qua nó là một chất xúc tác cho thấy rằng là lực bán rất là lớn và nó không muốn đưa đồng bnb này lên cao hơn và chúng ta sẽ tìm những cơ hội sót tiếp theo ở trong thời gian tới nếu chúng ta có những diễn biến tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị sau ha rồi về đồng solana là đồng tiếp theo muốn à, phân tích cho anh chị trong ngày hôm nay thì anh chị thấy được là gì ngày hôm qua à, chúng ta cũng có nói đến cái vấn đề là ở khu vực này chúng ta không nên uh, gọi là gọi là sót quá vội và anh chị thấy được là khi mà Bitcoin nó tăng lên thì đồng Solana này, này tăng khá là mạnh lên tới khu vực là khoảng 22 và sau đó đang quay đầu trở lại và cái chúng ta trông chờ là gì ở đây anh chị chúng ta hãy trông chờ rằng là trong thời gian tới nó quay trở lại dưới khu vực VL này và tiếp tục từ chối xuống chúng ta sẽ sót và đối với đồng son là như vậy chúng ta thấy được là ở khung thời gian 4 giờ chúng ta đang ở quá mua đó, 4 giờ quá mua ở khung ngày như thế nào ở khung thời gian không ngày chúng ta đang gần đến quá mua rồi và cái tỷ lệ nó có thể là rướng ở trong vài nhịp ở trong thời gian tới ở đây nữa trước khi nó quay trở lại VL thì đây VL đang là một khu vực kháng cự trước đó rất là cứng nhưng mà nó bị đục qua thì chúng ta cần phải xác nhận là nó đẹp xuống thì nó tạo ra cái đà suy yếu lúc đó chúng ta mới bắt đầu để chúng ta vào lệnh sót ha nó thời điểm hiện tại rất là đẹp rồi 4 giờ quá mua đó và cũng như là ở khung thời gian ngày nó cũng sắp sửa qua mua nữa thì đây là thời điểm để anh chị có thể là canh để bước vào lệnh short khi chúng ta có sự suy yếu bước ra khỏi VL với một lực từ chối ok thì chúng ta có thể là canh để mà bước vào một cái lệnh sót đối với đồng Solana này nha anh chị nha và tiếp đến chúng ta hãy nói đến đồng Dot đồng Matic em sẽ không cập nhật cho video ngày hôm nay bởi vì là trong video trước em đã nói với anh chị rằng là khi mà đồng Matic hiện tại volume nó rất là yếu như thế này chúng ta không nên canh lon hay short gì cả và À, đó là cái lý do mà ngày hôm qua em bảo là anh chị nên bỏ qua, nên skip qua cái đồng tích này đi. Và bây giờ chúng ta hãy cập nhật đến đồng DOT. Đồng DOT ở thời điểm này, OK, đồng DOT thời điểm này thì ngày hôm qua đến TB2, thì anh chị thấy được là à, ngày hôm qua chúng ta đạt đến là TB2 ha, và 4 giờ nhìn rõ hơn ở đây một tí, thì nó cũng gần chạm đến cái khu vực mà chúng ta mong muốn. Và nếu như anh chị đã chốt ở trong ngày hôm qua và cũng như là nếu như anh chị đặt SL dương, thì thời điểm hiện tại anh chị đã an toàn và có lời ha đối với Boxer ngày hôm qua có dạng anh chị là đặt SL dương ít nhất là 5.29 nếu anh chị đang ở trong một cái lệnh long và anh chị thấy được là nó quay trở đầu lại và bây giờ hiện tại thì nó đang nằm ở ngay khu vực là gì anh chị ở ngay khu vực là gần với lại VL và khi mà đến VL thì anh chị cần phải xem xét những cái tình huống là nó có thể hồi lên nó vẫn có thể là hồi lên và khi mà nó hồi lên thì anh chị vẫn sẽ canh sót thôi và những cái mốc kháng cự ở đây vẫn tương tự là 5.3 và 5 398 tám hai mốc kháng cự VAH và POC nơi anh chị có thể là tìm kiếm thêm những cái lệnh sót ở trong thời gian tới tất cả các trẻ ở thị trường hiện tại thì em đang nghiêng về sót nhiều hơn cho nên là anh chị cũng có thể là uh, xem lại cái sự phân tích của mình thử xem rằng là anh chị nên lo hay sót Và đối với em thì hiện tại á em đang uh, gọi là đưa cái xu hướng của em về lệnh sót nhiều hơn rồi nha anh chị rồi uh, về đó cơ đó là như vậy khi mà anh chị đã đạt TP rồi thì chúng ta sẽ trông chờ những cái lệnh khác những vị thế đẹp hơn nếu có sự phục hồi lên trên những khu vực này thì anh chị sẽ can sóc xuống và anh chị tuyệt đối là không nên lo nữa ha với những cái volume nó được kích ra khi nó vừa tới gần khu vực là VAH nó được kích cái volume bán lớn như thế này kèm theo đó nữa ở 4 giờ đến qua mu và chúng ta đang điều chỉnh xuống thì uh, vậy nên là không có lý do nào để chúng ta bước vào một cái lệnh lon ở thời điểm hiện tại đối với đồng Bot này. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đồng Linh. Đồng linh như anh chị thấy được là chúng ta chạm đúng TB1 ha, Chúng ta chạm đúng TB1 và Bitcoin bẻ ngang thì nó đã rơi xuống Và đối với cái đồng trên linh này thì cũng tương tự những cái đồng khác thì em okay, kêu anh chị hãy để SL dương để an toàn Và cái SL dương là cái mà chúng ta thấy được là nó đã cứu cánh rất là nhiều anh em trader À, trong rất là nhiều trường hợp khác nhau trong rất là nhiều thị trường khác nhau thì khi chúng ta có lời chúng ta gần TP rồi hãy đặt SL dương nó sẽ an toàn cho anh chị rất là nhiều ha, anh chị ha và về thời điểm này chúng ta đang quay trở lại khu vực là 0.618 và mỗi lần chúng ta chạm khu vực này chúng ta đều có một tỷ lệ hồ lên và thời điểm này tương tự anh chị hãy lưu ý rằng là thời điểm này tương tự đối với những đồng ăn con khác vẫn ưu tiên lệnh sót nhiều hơn nha anh chị nhé vẫn là sẽ là 6.52 anh chị ha đây là khu vực POC point và control và cao hơn nữa là chúng ta sẽ nhắm đến khu vực là ở trên cạnh trên line này nếu như thực sự nó có sự bứt phá lên đó thì đây sẽ là hai khu vực đây sẽ là hai khu vực để anh chị canh để sót xuống nó hãy nhìn về đồng trên linh ở trong thời gian tới nó sẽ diễn ra những cái tình huống ra sao khi mà ở khung thời gian ở bốn giờ chúng ta vẫn đang có tỷ lệ điều chỉnh xuống anh chị ha thì hãy kiếm những cái lệnh sót nó sẽ an toàn hơn và cũng như hãy nhìn lại một lần nữa cái trên của chúng ta vẫn đang là cái trên giảm và nếu như anh chị chơi long scalping ở thời điểm hiện tại thì anh chị nên chơi ngắn sl ngắn và cũng như là hãy tìm kiếm cơ hội sót nó nhiều hơn đó anh chị thấy được là tất cả những cái chạc bây giờ vẫn đang là xu hướng rất là xấu cho nên là đối với đồng trên link này cũng tương tự những đồng anh con khác em đã vừa cập nhật cho anh chị hãy tìm kiếm những cơ hội sau nha anh chị nhé rồi thì ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ xin phép được dừng lại tại đây thôi vì ngày hôm nay em có một vài cái công việc bận nữa cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ dồn lại trong một video này nha anh chị nha và ngày mai em sẽ tiếp tục để mà chia ra hai video để anh chị có thể là dễ dàng theo dõi hơn thì nếu những cái nội dung của tụi em mang những cái thông tin mà anh chị có thể là tham khảo được và giải trí được thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký để ủng hộ team nhé và anh chị lưu ý một điều nữa là tất cả những cái nội dung mà em chia sẻ đến anh chị ở trong những video như thế này. Anh chị thấy được là không bao giờ em đúng 100% cả. Có những lúc à, có những lúc em chơi rất là tốt, em chơi à, vào lệnh rất là ok, nhưng mà có những lúc thị trường nó bẻ nghe như vậy thì em cũng dính SL thôi. Đó, nói chung là trading nó không bao giờ là hoàn hảo cả cho nên là hãy tự phân tích, hãy tự đưa ra nhận định của mình và khi mà anh chị vào lệnh thì lời hay lỗ đó là do anh chị nha anh chị nha. Và rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những video lần sau.